Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một bộ mẹ con cái xin các bạn. À, mẹ cái xin con cái xin luôn các bạn. Cái xin con cực kỳ đẹp các bạn thấy không? Bà mẹ nè, mẹ mẫu Bombay các bạn. Mẹ mẫu Bombay. Mẹ tơ dẫn cái xin lứa đầu tiên các bạn. Mẹ tơ dẫn cái xin lứa đầu tiên. Cái xin con này các bạn, cao mấy đại 8 bò. Đó, đỏ ao, đòn dài rúng nè các bạn thấy không? Bà mẹ cũng như vậy luôn các bạn. Mẹ cao mét 26 bò, dẫn cái xin lứa đầu tiên các bạn. À, bà mẹ gắt nọc xin được 2 tháng 4 ngày các bạn. Gắt nọc xin được 2 tháng 4 ngày. Mẹ mẫu Bombay, giá 43 triệu các bạn, 43 triệu. Đó, con cái dàn rúng nè các bạn không? Rúng dài, yếm dày nè. Sái tích thì nghiêm chỉnh, chân kiền khú. Bạc gu. Sái tích thì nghiêm chỉnh, lưng thẳng đòn dài các bạn. Cao mét 8 bò, cái xin con. Bò mẹ thì cao mét 26 bò, dẫn cái xin lứa đầu tiên luôn các bạn. Cao mét 26 bò, dẫn cái xin lứa đầu tiên luôn. À, gác nọc được 2 tháng 4 ngày các bạn, gác nọc xin được 2 tháng 4 ngày. Đó, bò mẹ gu nè các bạn không? Đòn dài nè, rúng nè. Chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. Rúng dài, yếm dày nè. Chân móng hoàn thiện hết các bạn. Cao mét 26 bò. Mẫu Bombay. Đó, rúng nè, rúng dài nè, bốn vú đều nè các bạn. Không lăn giá các bạn, hai mẹ con không lăn giá nha. Đó, sái tích đều nghiêm chỉnh hết các bạn, quyền bò. Đó, giá 43 triệu các bạn, giá 43 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, bò cái con các bạn không? Sau này lên một mẫu cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đỏ ao các bạn ơi. Sái tích đầu nghiêm chỉnh hết quyền bò. Rúng dài yếm dày nè các bạn. À, còn bò mẹ nè. Chân móng hoàn thiện hết các bạn. Rúng dài yếm dày các bạn. Sái tích thì nghiêm chỉnh. À, mẹ gắt nọc được 2 tháng 4 ngày các bạn. Giá 43 triệu bạn. Giá 43 triệu. Đùi dài nè. Hai mẹ con đều là móng sò hết các bạn. Hai mẹ con đều là móng sò hết. Giá 43 triệu các bạn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Hai mẹ con đều gu bạc gu hết các bạn. Bạc gu đòn dài, mẹ mẫu Bombay đòn các bạn. Đó, qua đen đuôi dài nè, hai mẹ con giống y nhau các bạn. Cái rúng con dài cực kỳ dài luôn các bạn. Bò mẹ gắt nọc được 2 tháng 4 ngày các bạn. Mẹ mẫu Bombay này các bạn không? Mẫu này nó mát sữa cực kỳ mát luôn các bạn. Còn nút luôn các bạn không? À, cái bầu sữa lớn, bốn vú đều văng này các bạn. Giá 43 triệu. Giá 43 triệu. Mẹ dẫn cái xin là đứa đầu tiên các bạn. Gác nọc được 2 tháng 4 ngày các bạn. Gác nọc xin được 2 tháng 4 ngày. Giá 43 triệu các bạn. Mẹ cao mét 26 bò. Con cao mét 8 bò. Gác nọc xin được 2 tháng 4 ngày. Giá 43 triệu. À, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn, mình xin được báo giá lại bộ mẹ con cái xin, chủ báo giá là 43 triệu. Mẹ gắt nọc được 2 tháng 4 ngày. À, con cái xin cao 1m08 bò. Bò mẹ cao 1m26 bò, dẫn cái xin là lứa đầu tiên các bạn. Gắt nọc được 2 tháng 4 ngày các bạn, giá 43 triệu. À, mẹ mẫu Bombay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.